Kính thưa quý vị khán thính giả, có cái đề tài này cũng rất là của tác giả Minh Thạnh, có cái tựa là Kitô hữu lại giết nhau. Lẽ dĩ nhiên là cái này gắn sát sao vào cái thời cuộc chiến tranh ở Ukraine. Xin quý vị nghe cái nghiên cứu thời sự sau đây về cái cuộc thánh chiến ở Ukraine mà tác giả Minh Thạnh vừa mới gửi ra hôm nay. Rất là cần thiết để các bạn đọc thấy được mặt trái của cuộc chiến ở Ukraine mà Tây Phương cho là Nga đang xâm lăng. Chúng tôi gom hai bài liên tiếp đăng cùng ngày 27 tháng 2 như sau. Để giúp bạn đọc dễ dàng hiểu nội dung, tòa soạn chúng tôi xin dịch cái cụm từ mà tác giả dùng là Catholic Action Casserolism thành công giáo hành động theo Casaroli hay là công giáo hành động theo chủ thuyết Casaroli. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cái chữ Casaroli ở đâu mà có trong cái bài như sau. Ở đây có hai cái bài riêng biệt. Bài thứ nhất, tác giả đề tên là có phải Vatican đã cải đạo thành công ở Ukraine trong 8 năm lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở phía Tây Ukraine nắm chính quyền. Thì người Ukraine cải đạo sang Catholic Roma giáo tăng lên ở Ukraine. Khác với người Cơ đốc chính thống giáo, người theo đạo Vatican có ý thức tinh thần cải đạo người khác, người các tôn giáo khác rất là mạnh. Hoạt động cải đạo Vatican chỉ thua các giáo phái Tin lành, nhưng mà vì tổ chức của Vatican chặt chẽ hơn. Người đồng ý gia nhập đạo Vatican phải qua một số thủ tục phức tạp hơn, chứ không phải mà như Tin lành chỉ đứng lên chấp nhận Chúa là đã bắt đầu tham gia hàng ngũ. Thì lực lượng công giáo hành động theo chủ thuyết Casaroli được thành lập cũng vì mục tiêu cải đạo. Lực lượng công giáo hành động theo Casaroli là lực lượng xung kích cải đạo, làm sao để tác động vào xã hội, chứ không chỉ giới hạn trong thực hành nghi lễ tôn giáo mà thôi. Công giáo hành động theo Casaroli được hình thành từ thập niên 1960, khi mà đường lối hai mặt của Casaroli bắt đầu ảnh hưởng đến chính sách của Vatican. Còn lực lượng Catholic Action, tức là công giáo hành động thì đã có từ lâu trước đó rồi. Nhưng mà công giáo hành động theo Casaroli đó thì phải ngụy trang, không lộ diện trực tiếp bản chất Catholic Action. Cũng như ngày nay có một số người gọi là chống cộng mà họ thay đổi cái phương thức chống cộng như vậy đó, thì thay vì chống thì họ theo theo cộng sản để mà họ xâm nhập vào bên trong xã hội cộng sản để họ dễ bề tuyên truyền hơn. Đó là cái chính sách mà cải đạo của Vatican, nó cũng có một hình thức đó, tức là nó phải ngụy trang, nó không có lộ diện, nó không có trực tiếp. Đó là cái bản chất mà gọi là công giáo hành động theo Casaroli. Thì lực lượng công giáo hành động theo Casaroli tiêu biểu nhất là lực lượng công đoàn đoàn kết ở Ba Lan từ năm 1980. Công đoàn đoàn kết là một lực lượng chính trị bán vũ trang, lấy đạo Vatican làm nền tảng tư tưởng. Công đoàn đoàn kết chỉ có quan hệ gián tiếp với Vatican và Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli trực tiếp chỉ huy xử lý mối quan hệ này. Đây là ông Hồng y Quốc vụ khanh Casaroli. Khi mà lực lượng công đoàn đoàn kết của công giáo hành động theo Casaroli giành được chính quyền từ năm 1989 thì họ tạo ra hoàn cảnh thuận lợi để phục hồi đạo Vatican ở Ba Lan. Ở Ukraine cũng vậy, năm 2014 thì lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine tổ chức thực hiện thành công cuộc đảo chính gọi là Euromaidan. Euromaidan lúc đầu là diễn biến hòa bình, về sau chuyển sang bạo loạn, lật đổ chính quyền dân sự hợp pháp. Ở đây là các hình ảnh mà chúng ta thấy nó biểu tượng cho cách mạng Euromaidan. Thì ở đây cái hình này đó là lá cờ EU, tức là lá cờ Âu Châu,
lớn được vẫy trên Maidan vào ngày 27 tháng 11 năm 2013. Đây là cái nhà hình thứ hai, là nhà hoạt động đối lập và ca sĩ nổi tiếng Ruslana giải quyết đám đông trên Maidan vào ngày 29 tháng 11 năm 2013. Rồi cái hình này là cuộc biểu tình của EU tại Maidan. Đây là cái quan cảnh Euromaidan trên quảng trường Âu Châu vào ngày 1 tháng 12. Ở đây là những cái người đông, rất đông ở dưới nè. Đây là cái cây trang trí bằng cờ và áp phích, đám đông và cái vòi nước trực tiếp tại Milicia. Và cái hình chót là cái cột của bức tượng Lenin đã bị lật đổ. Thì trở lại lực lượng công giáo hành động theo Kasaruli ở phía tây Ukraine khi đã kiểm soát cục diện tôn giáo. Lập tức các mũi tấn công được hình thành nhằm vào giáo hội cơ đốc chính thống giáo, tòa thượng phủ Moscow và toàn Nga. Có hai mũi tấn công. Một là tăng cường hoạt động cải đạo tín đồ cơ đốc chính thống giáo Nga sang đạo Vatican. Và hai là lập giáo hội cơ đốc chính thống giáo Ukraine, tòa thượng phủ Kiev và toàn Nga ly khai tòa thượng phủ Moscow. Mũi tấn công này có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là lập một giáo hội. Giai đoạn kế là tác động thay đổi tổ chức giáo hội cơ đốc chính thống giáo tòa thượng phủ Kiev để Vatican hóa theo hướng đại kết. Thì giai đoạn 2 đã bắt đầu bằng kế hoạch chuyển ngày lễ Giáng sinh của cơ đốc chính thống giáo là cái ngày 7 tháng Giêng hàng năm sang cái lễ Noel của Vatican ngày 25 tháng 12 hàng năm. Đấy, Vatican từ lâu đã nhắm đến mục tiêu cải đạo tín đồ cơ đốc chính thống Nga. Tại Roma, Vatican tổ chức học viện riêng dành cho giáo sĩ cơ đốc chính thống giáo. Dĩ nhiên, đó sẽ là các giáo sĩ cơ đốc chính thống giáo do Nga huấn luyện. Mũi tấn công cải đạo của Vatican nhằm vào Nga đã bị Tổng thống Putin chặn đứng. Trong khi đó, cuộc đảo chính Euromaidan mở ra cơ hội vàng cải đạo nhằm vào Ukraine. Dĩ nhiên, theo học thuyết Kasaroli, thì họ phải kín đáo, họ phải không ồn ào, không phô trương lộ liễu. Đoạn kế là có cái tựa là cải đạo dựa vào chính quyền Ukraine. Hoạt động cải đạo của Vatican tại Ukraine trong bối cảnh lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở Tây Ukraine là lực lượng chi phối chính quyền, quân đội Ukraine. Vatican che giấu kết quả, nhưng có một chỉ dấu qua thông tin trên mạng cho thấy kết quả cải đạo do lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli. Thông tin mạng cho thấy có những số liệu khác nhau về số lượng giáo dân Vatican ở Ukraine. Ở đây, chúng ta phân biệt ở Ukraine có hai loại công giáo. Loại công giáo La Mã và loại công giáo Phương Đông. Một giáo phái công giáo thực hành nghi lễ riêng Phương Đông nhưng vẫn tuyên bố trung thành với giáo hoàng Vatican. Việc gia tăng được nói ở đây là gia tăng tín đồ Vatican. Còn trước đây, số lượng tín đồ công giáo Phương Đông đã đông hơn giáo dân Vatican. Chúng ta đi vào cụ thể vấn đề này trong một bài riêng, cho nên ở đây chỉ nói qua về những thông tin gia tăng số lượng giáo dân. Vatican theo học thuyết Kasaroli không phô trương việc tín đồ của họ gia tăng. Nhưng các con số thống kê giáo dân Vatican tại Ukraine là khác nhau và càng về sau thì con số giáo dân được ghi nhận càng tăng cao. Lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli tranh thủ tâm lý bất mãn Nga sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea để cải đạo. Bất mãn với nước Nga là bất mãn giáo hội cơ đốc chính thống giáo Nga. Bỏ cơ đốc chính thống giáo Nga, cải đạo sang Vatican, tức là phương Tây hóa. Thủ đoạn này của lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở Tây Ukraine cũng giống như lực lượng Catholic Action người Việt hải ngoại, tức là công giáo hành động người Việt hải ngoại lưu vong. Họ không cần học thuyết Kasaroli, không thể tế nhị diễn xuất làm gì. Lực lượng công giáo hành động người Việt hải ngoại tuyên truyền Phật giáo Việt Nam tiếp tay cho Cộng sản.
tạo tâm lý bất mãn với Phật giáo, thúc đẩy cải đạo. Đặc biệt đối với người vượt biên, thì người tị nạn hải ngoại, tức là công giáo hành động của người Việt hải ngoại, tạo nên một chiến dịch bài Phật giáo Việt Nam quy mô rất là lớn ở hải ngoại, buộc tội Phật giáo Việt Nam cái kiểu là gọi là tội ác Phật giáo Ấn Quang. Họ cứ chụp mũ như vậy. Còn lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine thì kích thích tâm lý bài Nga, trong đó bao gồm tâm lý bài cơ đốc chính thống giáo Nga. Họ kích động tâm lý thù Nga xâm lăng Ukraine, nô dịch Ukraine bằng cơ đốc chính thống giáo Nga. Công thức thì giống nhau mà chỉ có các biến số đại lượng thay đổi. Lực lượng công giáo hành động người Việt hải ngoại di tản và lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine đạt kết quả như nhau, tức là cải đạo. Một cái tấm ảnh nữa là của chiến sự Ukraine ghi nhận cải đạo định tính. Tại sao có cuộc tổng tiến công của quân đội Nga nhưng mà không có cuộc nổi dậy cướp chính quyền, không có chính phủ lâm thời, quân đội Ukraine không binh biến rã ngũ hàng loạt, ít có cờ hoa chào đón quân Nga. Đây là các hình ảnh chiến sự ở Nga mấy ngày gần đây. Đây là cái hình ảnh Tổng thống Putin và Đại giáo chủ Kirin. Mà giáo chủ Kirin đã sinh ngày 20 tháng 11 năm 1946. Ông trở thành thượng phụ của nhà thờ chính thống Nga ở Moscow từ ngày 1 tháng 2 năm 2009 tới bây giờ. Cái đề mục thứ hai, tức là cái bài thứ hai mà ông viết tiếp theo cùng ngày đó, thì tựa là công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine dữ dằn hơn Pol Pot, hơn Việt Nam, hơn cái công giáo hành động của Việt Nam. Tất cả các bên trong cuộc chiến Ukraine đều muốn giấu giếm, che đậy bản chất Thiên Chúa Vatican phía Tây đấu với Thiên Chúa Moscow ở phía Đông. Kitô hữu giết nhau, họ che giấu những cái tính chất đó của cuộc chiến, nên họ đều tìm cách mã hóa trong việc diễn đạt. Tuy nhiên, cũng không làm sao ẩn giấu được cái tính chất tôn giáo của cuộc chiến. Đây không phải là chiến tranh giữa hai nhà nước hay là hai quân đội, mà trong đó còn có một lực lượng vũ trang, lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine. Vì theo học thuyết Casaroli, nên lực lượng phía Tây Ukraine không để lộ nguyên hình công giáo hành động. Hiện nay, lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine gia nhập quân đội Ukraine, là thành phần chủ chiến trong quân đội Ukraine, cực kỳ nguy hiểm hơn lực lượng Pol Pot. Trong một bài phát biểu ngắn gọn, kêu gọi quân đội Ukraine quay súng, Tổng thống Putin của Nga đã phân biệt rõ lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine mà ông mã hóa gọi là lực lượng phát xít mới. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong một bài riêng vì sao ông Putin gọi lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine là phát xít mới, và thực ra họ có phải là phát xít hay không. Trong bài này chúng ta sẽ phân tích sự hung hãn, nguy hiểm của lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine trong chiến cuộc Ukraine. Lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở phía Tây Ukraine đến từ miền Tây Ukraine, người gốc Ba Lan, trên lãnh thổ trước đây thuộc Ba Lan, có lịch sử, văn hóa, tôn giáo tách biệt với miền Đông Ukraine, nói tiếng Nga, cho nên tất yếu khi chiến đấu chống Nga, chống cơ đốc giáo chính thống Nga, lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine dùng người Ukraine như một phương tiện. Phát biểu của Tổng thống Putin nói lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine dùng người Ukraine để làm lá chắn sống, coi người Ukraine như một thứ con tin chiến tranh. Lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine trong quân đội Ukraine đặt pháo, bệ phóng hỏa tiễn trong các khu dân cư. Ngày 27 tháng 2 năm 2022, thì quân đội Nga vẫn chưa tiến được vào thủ đô Kiev,
nhưng đã có những cuộc chiến đấu trên đường phố. Theo như lời Tổng thống Putin và theo tin tức chiến sự thì lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở trong quân đội Ukraine đang tổ chức tử thủ Kiev, tử thủ cái thủ đô Kiev. Chúng ta nhận định gì về công giáo hành động theo Kasaroli qua sự việc này? Qua sự việc này, công giáo hành động theo Kasaroli là một lực lượng vô cùng nguy hiểm, nhất là khi họ đã hành động bạo lực, nắm trong tay vũ khí, và hơn nữa đó là loại công giáo hành động gắn với chủ nghĩa dân tộc. Ở đây không phải là chủ nghĩa dân tộc Ukraine, mà chủ nghĩa dân tộc Ba Lan. Lãnh địa của lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở Tây Ukraine, xứ sở của đạo Vatican và quê hương đất thánh của họ. Ở đây là cái tấm hình Pol Pot. Cái loại đó là hung hãn hơn cả công giáo hành động theo Kasaroli ở Việt Nam và hơn luôn Pol Pot. Cái này là nhắc lại cái lịch sử ở Việt Nam. Vào tháng 4 năm 1975 ở Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu kêu gọi tử thủ. Lúc đó báo chí đã nói nhiều đến lực lượng công giáo, dĩ nhiên là công giáo hành động, Catholic Action. Tại Hồ Nai đã có tử thủ. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn đã ra văn bản yêu cầu các giáo xứ không tự vũ trang để chiến đấu. Khi di tản ra nước ngoài, những giáo dân hành động vẫn chỉ trích Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, coi ông Dương Văn Minh là một người phản bội, giống như Phật giáo Việt Nam, tiếp tay dân miền Nam cho Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng. Công giáo hành động ở miền Nam Việt Nam tiếc nuối vì không có chiến đấu trên đường phố Sài Gòn, không có việc giáo dân đổ máu tử thủ. Nhiều cây bút công giáo hành động hải ngoại chỉ trích luôn đến Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Ở đây là cái tấm hình Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Đó là công giáo hành động muốn tự đạo nhưng hoàn cảnh không cho phép. Điều may mắn là cuộc đổ máu tự đạo đã không diễn ra, không có chiến đấu trên đường phố Sài Gòn vào cuối tháng 4 năm 1975. Còn so sánh chiến sự Ukraine với trường hợp lực lượng Pol Pot năm 1979 ở Phnom Penh, thì sau khi lực lượng Pol Pot ý thức về cục diện chiến tranh, thấy không chống đỡ nổi, lực lượng vũ trang khát máu nhất này đã bỏ thủ đô Phnom Penh, di tản về miền Tây Campuchia, lấy Thái Lan làm hậu phương, chuyển ngay sang chiến tranh du kích. Lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở Tây Ukraine giống với lực lượng Pol Pot, ở chỗ là lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở Tây Ukraine cũng có một vùng đất thánh để lánh nạn. Tin tức chiến sự cho biết ở Lviv, thủ phủ miền Tây Ukraine có tiếng nổ, nhưng quân đội Nga không tiến quân về phía Lviv. Quân Nga chỉ tập trung về hướng Kiev. Có vẻ như quân đội Nga dành cho lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli một đường thoát. Hay, tiến chiến miền Tây Ukraine, lãnh địa của công giáo hành động sẽ khó khăn hơn đối với quân Nga. Hoặc Nga muốn tạo một cửa ngõ đưa người tị nạn sang Ba Lan. Người tị nạn sẽ tạo gánh nặng cho Ba Lan và là một cách đưa người gốc Ba Lan hồi hương đi khỏi Ukraine. Cho nên, có lẽ chúng ta đều chờ diễn ra việc chính quyền Ukraine và lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở phía Tây Ukraine bỏ chạy về phía Lviv. Hay là nói theo tiếng Nga là Lvov. Nhưng đến nay, ngày 27 tháng 2, 2022, thì cuộc tháo chạy về Lvov vẫn chưa diễn ra. Lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở phía Tây Ukraine còn ngoan cố hơn là Pol Pot. Và dĩ nhiên, hơn nhiều so với lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở Nam Việt Nam năm 1975. Phân tích về điều này, chúng ta thống nhất một điều là lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli ở Tây Ukraine là cực kỳ nguy hiểm. Công giáo hành động ở Tây Ukraine có thể lâm vào cơn cuồng tín tử đạo. Tất nhiên, khi họ đã sẵn sàng chết thì họ không ngần ngại lấy người khác làm bia đỡ đạn, kéo người khác vào chết chung. Lực lượng công giáo hành động theo Kasaroli không chỉ có ở Ukraine, Ba Lan, mà nơi nào có đạo Vatican thì ở đó có công giáo hành động theo Kasaroli. Vì
Học thuyết Casaroli nên công giáo hành động luôn được duy trì trong tình trạng ngụy trang. Khi chưa có biến thì công giáo hành động theo Casaroli luôn giữ trong tình trạng hoặc là hợp pháp hoặc là bí mật, giấu kỹ cái nanh vuốt. Và như Kant nói, trong xung đột, tính cách được bộc lộ. Khi công giáo hành động theo Casaroli ở vào thế action, tức là phía thế hành động, thì họ sẽ hành động cực kỳ quyết liệt, mà cấp độ quyết liệt chúng ta có thể hình dung là tử đạo. Phức cảm tử đạo luôn đè nặng lên các giáo dân Vatican. Thực ra, nói công giáo hành động theo Casaroli Việt Nam không đạt đến cấp độ tử thủ như lực lượng công giáo hành động theo Casaroli ở Tây Ukraine cũng không đúng. Trong giáo sử Vatican thì lực lượng công giáo hành động theo Casaroli Việt Nam cũng có ghi chép những trường hợp tử thủ, mà một trong những sự kiện lịch sử tử thủ tôi đã đọc được là tử thủ ở giáo xứ Trà Kiệu, Quảng Nam, chống lực lượng Văn Thân ở thế kỷ thứ 19. Trong vụ tử thủ này thì Đức Mẹ được cho là đã hiện ra để yểm trợ. Thành ra ngày nay có trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu. Cái người công giáo thì muốn chiếm chỗ nào thì là để cho Đức Mẹ hiện ra chỗ đó rồi cắm cờ, làm nhà thờ, dựng tượng. Đó là cái cách họ cướp đất, họ chiếm đất và như thế đó. Đây là các tấm hình, các tấm ảnh. Và đây là cái trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu. Dạ, chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn quý vị lần sau.